Cả nhà ơi, bây giờ Bò Bóng Phở đã có mặt ở chân núi con đường vách đá đậu phụ hang Thẩm Xỉm rồi. Và đây là chiếc xe tải chở 10 tấn xi măng để tiếp tục làm đường về nhà trên núi đá. Ô, con heo. Ô, một con heo nè. Đó. Rất là vùng cao. Chiếc xe chở xi măng đang quay đầu về để đổ xi măng xuống. Chào con. Trang chạy tới đúng chỗ chưa? Rồi, có anh Trang hướng dẫn rồi. Giờ là phải quay cái đầu lại một xíu. Nhất định không bắt tài à. Đằng này không đủ đâu, 200 bao. Này 200 bao mà là đủ cho cái phần đường lũng khinh rồi đó. Vậy là anh làm theo ý anh Trang nha. Đó, anh mở sẵn này để anh đổ thôi. Oh. Hốt tiêu là nhận tiền không ạ? À? Đấy. Làm như là công nhận thấy ít thiệt á. Bụi quá. Bây giờ anh Trang nói không đủ 200 là vậy đó. Đúng rồi, thấy ít thiệt á anh Trang. Ha, đủ 200 bao không? Thấy ít quá vậy. Nó bảo 200 bao mà. Rồi vậy xong rồi. Thì nghỉ ngơi ăn uống đi đã. Chút nữa lấy đi trước hả? Ăn cơm xong lấy liền phải không? Thôi vậy đi ăn cơm liền đi để đường chiếm đường của người ta rồi mất công bị la nữa. Nguy hiểm đến mức độ là phải. Tội nghiệp anh lái xe. Thế thì bây giờ bảo chú lái xe về trước nhá. Bảo gọi nó đi ăn cơm là nó không đi đâu. Bên này đẹp quá. Cảnh đẹp quá nè. Cảnh đẹp ghê ha. Mời ảnh đi ăn cơm mà ảnh không đi. Rồi, ảnh đi về. Mà anh đang gọi nó tí nó xuống thì nó lấy bạt về che rồi mà. Ủa anh Trang, sáng mai nó quyết định làm hết nhá. Ủa mà sao cái cáp bị gì vậy? Cáp á? Ừ, bị gì? Tuề lên trên rồi. Sáng nay Trang khắc đi làm tuề lên trên rồi. Là sao? Cái bao vàng kia thì lên trên rồi. Là lên được rồi hả? Lên được rồi. Thì lên được rồi vì cái
Cái phanh à? Cái phanh á? Cái phanh bữa. Thế thì bảo nhanh. Gọi anh Dũng thôi. Ừ. Rồi, bây giờ thì đi ăn cơm cái đã cả nhà. Rồi tính tiếp. Trời ơi, bao nhiêu lâu mà cái cáp cũng không xong ha. Bực quá à. Vẫn chưa hiểu cái cáp sao bao nhiêu lâu mà tới giờ vẫn chưa xong là sao anh Trang? Chắc là xong rồi. Thì còn cái phanh, bị cái phanh vừa. Là ông Dũng hẹn phanh chiều nay hay sao? Ông Dũng chiều nay ông Dũng lên mà. À, chắc chắn chiều nay ông lên nha. Vâng. Ông ngoại đó. Ồ, đường đèn 14 tầng nó cho đi chưa? Cho rồi. À, cho rồi ha. Thế sáng nay anh khi qua đâu? À, quên ha. Ừ, đúng rồi. Hello bà chủ. Hình như từ trước Tết giờ mới gặp phải không? Ủa không, lễ hội tới giờ. Lễ hội. Sao nhiều vậy, ba người ăn hả? Chị... anh kia xuống này bảo là lấy 5 suất thì em không biết, này em làm rồi. Trời ơi, chết thật. 2 suất để tối. Chân giò om gì em? Sâm hành. Cái này sâm là hành, cái này thơm đấy. Ủa cái này vậy hả? Cái này gì thì quen ta? Chưa được ăn bao giờ. Ờ, cái này là cái gì? Trồng ở đâu? Sâm hả? Đơn ở vườn các kiểu. Hả, cái này là cái gì? Sâm hành. Sâm hành là cái gì em? Cái lá nó như cây gì nhỉ? Cái, như cây hành hả? Không. Cây thảo quả hả? Nó giống, nó to hơn lá hành một tí. Nó to hơn lá hành. Vậy hả? Chị muốn ăn nhật chua. Chị ăn thử xem. Ờ, ăn thử coi. Mới đưa ra cảm nhận được mà. Ngon, bùi. Ờ, thì nếu mà phải đi lấy được cái lá về cho chị mới được. Là chân giò hả? Với cái này cái gì đây? Quê của mình là phải đi rừng. Sao giống đậu hũ vậy? Vâng, cả đậu hũ. Cái này thì bê tàu. Gọi là rất. Gọi là gì? Gọi là bê tàu. Bê tàu. Ủa, cái bê bữa cũng bê tàu mà. Bê liên quan bê Trung Quốc. Gọi này. Thật mà. Một cái bê tàu, một cái bê Trung Quốc hả? Ừ. Rồi, vô một cái bị tàu với bị Trung Quốc coi. Ngủ à, đi. Vô. Tên là gì? Ừ? Tiếp hả? Tiếp hả? Phải không? Tiếp đúng không? Con tên gì? Tiều. Tiều hả? Tiều. Kiều. À, Kiều. Kiều. Kiều là cái em mà đã nhặt được cái ghi âm cho bà bóng phở đó. Đây. Rồi, cảm ơn con. Đây, xin giới thiệu Kiều. Vô một cái bia tàu ha. Rồi uống một cái bia Trung Quốc đi. Vô bia tàu uống bia Trung Quốc đi. Chừng nắm uống đã quá. Hoa lê đang nở đẹp. Bây giờ thử cái này nữa nha. Cây năm nay ít cây được đẹp lắm. 5 cây ở nhà cháu có 2 cây. Nó bụi bụi. Cực kỳ. Nó hơi đắng, hơi nhẫn nhẫn. Nó bùi bùi, hay quá vậy. Cái hoa mà sao nó bùi được? Hay quá vậy, hoa mà sao bùi, như khoai vậy á. Chẳng hơn mà cho cua. Thơm nữa. Đắng nhẹ một tí. Đắng nhẹ nhẹ. Đắng không có một tí đâu, đắng ai ăn. Đắng hơn của hoa một tí thì đúng. Cái mùi này mát, cái là có ăn đủ vị vậy, đắng cay ngọt mặn chua chát đó. Bà con ăn phải phong phú, mà loài người là phải ăn phong phú vậy nó mới ít bệnh. Vậy là chân giò chủ yếu là để cho nó béo, còn thành phần chính đó là cái đậu người ta đã chiên sẵn á, ngon. Nhặn hết rồi, ngon. Nhặn hết rồi cũng được. Chứ bây giờ nghĩ một cái hoa mà có thể mang lại bùi. Thường cũ nó mới bùi ha, mà hoa lại bùi. Lạ lạ. Ngộ ha. Nắng thế nhỉ. Tí nữa. 37 đũa. 37 đũa hả? 33. 33. 33 nhất. Mở đi vào lạc thôi, trên này thì chắc tầm 30 đấy. 28, 30. Rồi, lần này trở lại sân trường chào đón bọn phở 30 độ. 30 độ thì không có nên ăn béo. Trời nắng nóng thì phải ăn đồ mát. Đắng là cũng là cái vị làm mát.
Cái này đi. Cơm à, rau Âu có rồi hả? Có rồi. Ôi, bữa nay sung sướng được ăn đủ thứ đặc sản Cao Bằng. Không ngờ luôn. Rau Âu nè, lạ lắm nha cả nhà. Rau Âu nó thơm lắm, thích lắm. Cao Bằng đó. Mày lấy nước uống cho hết. Ừ. Được rồi. Rất thơm, có tinh dầu. Ủa mà núi đá mình đâu có rau Âu đúng không? Ủa mùa này có rau dạ hiến rồi đó, trên núi đá mình có dạ hiến không? Rau Âu đây thì núi đá không có đâu. Còn dạ hiến? Ở chỗ thấp, chỗ có nước nó mới có á. Những cái dòng suối kia. Còn dạ hiến thì sao, trên núi đá mình có không? Không có dạ hiến. Ít có. Ủa, núi đá này không có hả? Hồi sáng đi thông nông nhiều lắm, nhiều rau dạ hiến lắm. Cái dạ hiến trồng dễ lắm rồi. Mà cứ chặt về vùi giống vùi xuống là về mọc mầm. Cái này á? Không, dạ hiến. Ừ. Hồi sáng ở thông nông bọn phở hỏi, người ta nói là núi đá là có. Tiền. Bây giờ ở ngoài... Chặt ra, chặt thành khúc, về trồng ở trên kia được mà. Ừ, trồng đi. Vùi giống vùi xuống là về... Trồng đi 31 bọn phở lên ăn lẩu. Vừa để khách tới để có cơm ăn. Ăn vừa để làm để bán, về bán nó bao nhiêu. Có một điều rất là đặc biệt. Bây giờ ví dụ bây giờ đang ở nhà. Anh Trang nói là hôm Tết á có khách lên tới nhà anh Trang. Anh Trang kể chuyện hôm Tết nghe lại coi. Ở hồ kia nhỉ. Anh Trang kể chuyện hôm Tết nghe lại coi anh Trang. Mấy người khách lên nhà anh Trang? Mấy người? Bốn người. Lên đặt cơm ăn hả? Lên đây nó bảo đặt cơm. Cho nó đói quá. Đói. Đi lên đó đói xỉu rồi, rồi cuối cùng sao? Đi quay cam tất cả. Wow, vậy kênh YouTube nào vậy? Lên xe nó thử bóc đầu mà. Mà kênh YouTube nào sao anh Trang không hỏi? Không hỏi. Rồi không, người ta đói vậy rồi sao? Người ta xong cho người ta gói mì tôm. Người ta nó bảo đây có cơm không, cũng có người đi à, đi theo nó dịch kéo nữa mà. Dịch kéo là sao? Có người dịch đi à, có một người đi theo. Có người giao đi theo. Không. Người phổ thông ấy. Đi theo nữa mà. Đi theo người tưới nữa mà. Khách nước ngoài không? Hả? Khách nước ngoài không? Vâng. À, du khách nước ngoài. Dữ không? Là có người Việt đi cùng với du khách nước ngoài đó. Đi lên tới tận nhà anh Trang đó. Bây giờ cái bản làng bảo phở nó rồi, cái bản làng nhà Trang Lý Bắc Kéo Lũng Quẩy là rất là xứng đáng là trở thành một cái địa điểm du lịch nổi tiếng. Bữa nay hoa làng rất là đẹp luôn á cả nhà. Ừ, cả nhà ơi, ăn cơm rồi, không ngờ là được ăn rất là nhiều đặc sản. Cây mắc cò hết hoa rồi, bắt đầu ra trái rồi. Bây giờ thì chúng ta đi tới mùa hoa lê nha cả nhà. Chúng ta đi ngắm hoa lê một xíu đi. Tại trời nắng cho nên là xíu mát rồi anh em sẽ đi chở xi măng. Đây, bọn phải nhìn thấy rất là nhiều những cái cây hoa trắng. Đó, những hoa trắng trong vườn nhà. Chúng ta đi ngắm hoa lê một xíu. Đây là đúng là hoa lê nha cả nhà. Lần trước mùa hoa đẹp đó là hoa mắc cò. Đây, cây hoa lê nè. Đó. Đứng đây ngắm một xíu nè, nhiều cây lắm. Đây, cái máy này có thể zoom được mà. Đó, đẹp chưa? Bên kia xa xa nữa kìa. Trời ơi, bên kia một rừng luôn kìa. Wow. Hình như ngược sáng cả nhà ơi. Nó ngược sáng. Đó. Đẹp ha. Nó hơi ngược sáng một xíu. Thôi đi tiếp vào bên kia đi cả nhà. Đẹp chưa? Công nhận cái máy này lợi hại quá. Bây giờ khó xử ghê. Quẹo trái thì ra cái nhóm nhà này. Đó. Có cái cây lê thấy chưa? Vườn hoa lê của người ta. Còn quẹo phải thì ra cái nhóm nhà này. Bây giờ sao đây? Khó xử quá nha. Cái con đường đó, nó công lượng đẹp. Thích quá cả nhà ha. Bên trái là cái nhà này. Đẹp chưa? Xuân trường đẹp ơi là đẹp. Ồ, cái này có flycam bay có lý rồi nha. Có lý rồi nha. Ồ, chắc không lẽ bọn phải... Ồ, bên trái đi. Một vườn, một rừng luôn. Đẹp quá.
có thể bay flycam đó. Hơi bị nhiều gốc đẹp á cả nhà. Cái hoa lê đó trắng á, nó cộng như là cái nền của cái mái ngói nữa. Trời ơi, ta nói nó đẹp. Đây cả nhà ơi, bầu bán phở mời chúng ta cùng ngắm nhà hoa lê trong vườn nhà ha. Cái hàng rào của bà con làm cũng đẹp nữa. Trời ơi đó, những cây hoa lê đó. Đẹp chưa? Những cây lê này khá là cổ ha. Cây lê này cỡ bao nhiêu năm anh Thi ha? Đẹp quá. Đó, anh Lê nó cỡ 4. Wow, gần 70 năm. Wow, lên một rừng luôn. Quá đẹp cả nhà ơi. Sao đẹp dữ vậy nè. Đó, em kia trong nhà nó bắt đầu nó nghe âm thanh lạ, nó sủa rồi đó. Đẹp quá. Không ngờ luôn á. Wow. Không chỉ một cây mà nó này nó một vườn như vậy luôn nè. Đó, rồi bên là cái nhà sàn. Đó. Đây. Đẹp quá. Ôi ôi. Giống như là rừng hoa lê vậy đó. Đẹp chưa? Ồ, đứng xa xa cái này còn có quả núi nữa nha. Vừa có núi vừa có nhà nữa nha. Đó. Sorry em Ki nha. Cho xin làm phiền quay một xíu vì đẹp quá. Đó. Nhà sàn hoa lê. Trời ơi, hai cái nhà sàn, một xóm nhà sàn chứ không chỉ là một hai căn đâu. Và xa xa kia, trời ơi. Hết pin. Rồi. Dạ chào chị. Máy hết pin đó cả nhà. Flycam hết pin. Đẹp quá. Trời ơi. Thôi hết pin rồi, bây giờ phải quay về thôi. Thôi quay một vòng tròn rồi về đi. Đẹp quá. Cây lê nhà mình bao nhiêu tuổi chị? 70 tuổi không? Hơn luôn hả? Wow. Trời ơi. Từ đời ông bà luôn á hả? Từ ông bà. Ông cụ, ông kỵ. Đẹp quá. Năm nay ít hả? Wow, đó là năm nay ít đó nha. Rồi bây giờ nó rớt xuống làm sao ta? Đây. Xuống thôi. Đẹp quá. Rồi. Hết pin rồi cả nhà ơi. Tạm biệt thôi. Đó. Xuống luôn đi. Xuống luôn đi. Đợt cái cây nào đẹp nhất hả? Cây đằng sau nhà em ấy. Nhưng mà nó nhìn nó đẹp lắm. Ừ. Nhưng mà chưa ra đâu mẹ. Vừa có ra. Tiếp thường mà. Bé bé ơi. Hết hồn. Nó còn chưa ra hết đây. Nó ra là giống như cái ô dù á hả? Ồ. Ý là vậy đó. Thôi để ráng dài hôm nữa. Đó nó tráng vậy hơn. Wow. Với lại nắng quá nó chói nè. Chúng ta chưa có quan sát được hết nè. Ủa đẹp vậy rồi đó hả? Mà là chưa hết đó hả? Chưa hết đâu. Wow. Năm nay so với năm ngoái thì sao chị? Ủa năm ngoái xa nhiều lắm. Ủa năm nay là không bằng đó. Năm nay có chứ. Năm nay bằng năm ngoái không? Có. Bằng luôn đó hả? Hay là hơn? Năm nay chắc là giống như năm ngoái. Sao hay quá, sao người ta nói một năm nó được thì một năm nó phải mất, mà sau này hai năm liên tiếp đều được. Mình có bón mình, gì không? Mình bón được, mình bón phân các kiểu như này này, phân chuồng vào xong là tưới nước được là nó ra mà. À vậy hả? Ừ. Chứ mình để tự nhiên thì nó mới thất đúng không? Còn 2 tuần nữa đúng không? Hy vọng là bọn phở, sợ bọn phở 3 tuần mới lên được á. Tiếc quá. Đẹp ghê á. Bay flycam này hơi nắng á. Ôi xa xa kia là những cái dãy núi kìa.
Trời ơi, ta nói hả? Những cái góc quay này nó đẹp muốn chết luôn á. Trời ơi. Sao đây? Đẹp chứ, xa xa là cái dãy núi đó cả nhà. Xa xa là một dãy núi đá. Trên núi đá có một cái cây lê núi đá nữa, cái góc chỗ lán nhà anh Lý. Anh Trang chụp đẹp, ôi là đẹp luôn. Mà cho bọn Phở tạm thời giấu đi. Nhất định là ngày mai bọn Phở phải lên trên đó, bọn Phở check in với cây lê, gọi là cây lê núi đá mới được. Không một cái view nào có được cây lê đó đâu cả nhà. Ây, trời ơi, đẹp chứ. Thôi bây giờ thì chúng ta đi lên núi đá và coi cùng với bà con chở xi măng lên núi để chuẩn bị làm đường cả nhà ha. Cái nhà mà chúng ta vừa bay flycam nó đó cả nhà thì rất là thương luôn á. Đây là cái nhà của một cái bé khuyết tật, bé gái học lớp 10 rồi. Đây là cái nhà này mà hàng xóm cũng là giúp luôn hả em gái? Ê, hàng xóm là cũng giúp xây cái nhà, cất cái nhà này cho bé luôn hả? Giúp làm. Mà cuối tuần bé mới về đây hay là sao? Cuối tuần làm về. Là, vậy là bé nó học nội trú hay sao? Không, không được học nội trú đâu. Vậy ngày thường nó ở đâu mà cuối tuần mới về đây? Ở thị trấn này, học ở thị trấn này. Ồ, như vậy là cuối tuần mới về một lần? Ừ. Vậy là coi như đi học nội trú đó, rồi cuối tuần mới về nhà một lần. Ôi, cái căn nhà thì nó đẹp như vậy mà không ngờ có một cái hoàn cảnh quá đau thương luôn. Bé nói được không? Có. Nói có bị ngọng, khó nghe không? Có lúc câu thì hơi không sói lắm ấy. Không nghe được á hả? Không rõ lắm á hả? Nếu là bé bị về, chị nói về cái lưỡi. Về cái lưỡi. Cắt lưỡi đi một nửa rồi. Ồ, đau xót quá. Tội hồi trước quá. Nó có thè lưỡi ra còn một nửa mày. Vậy hả? Ừ. Tội quá. Ba từ đẻ ra rồi, từ đẻ ra xong là cứ thè cái lưỡi để một nửa. Trời ơi. Đẻ ra là đã cắt bị... một lần rồi về bé mới nói được sói. Ồ. Cắt bớt đi, phẫu thuật rồi mới nói được. Thương ghê ha. Đâu có ai ngờ được. Không thể nào ngờ được ha. Đây. Cái nhà này là cũng của hàng xóm giúp làm nè. Đó, giúp. Đó. Mẹ thì mẹ của bé đi làm xa rồi. Đó. Còn bé thì chờ ở một mình với bà vậy hả trời. Cái nhà đẹp dễ sợ chưa. Đó. Bốn người chạy thì bốn. Mỗi người chạy 10 chuyến rồi. Chạy 10 bao rồi. Vậy là 5 chuyến. Mỗi bao một chuyến hay hai chuyến? Mỗi bao một chuyến. Giỏi dữ vậy. Trời ơi. Rồi anh Dũng lên chưa? Anh Dũng cáp lên chưa? Không thấy. Nhục quá thằng này. Sao kỳ vậy? Thiệt tình luôn á. Đi học về có kem ăn liền thích ha. Ủa, con bố Trang ở đây mà con ai chở con về vậy? Ai chở? Đi học về ké hả? Sướng ha. Trời ơi, bữa nay thung lũng này đẹp lạ thôi. Sao hình ảnh cái thung lũng mà nếu mà quay góc quay của Osmo này nữa, nó còn đẹp lạ thường hơn nữa ta ơi. Đẹp lạ thường luôn. Vậy chơi đi mẹ, hỏi chơi đi.
Anh Trang nói 2 tuần nữa mua. Bây giờ là có xi măng, giờ không có nước. Mà cáp á, thì ông Dũng không chịu làm xong rồi không biết khi nào. Tại vì làm sao mà chở nước lên nổi, chở nước lên cực lắm chứ bộ. Rồi giờ mà cáp treo thì Dũng cứ thất hứa hoài. Đó, giờ mà chở nước lên, có cáp thì chở còn được. Chứ còn mà hao nước lắm. Nếu mà mình trộn thủ công á, thì hao lắm. Trang phải nói là nếu mà chở nước lên phải trộn bằng máy, nó mới đỡ hao nước. Tức là nước thì mình không có. Bây giờ thứ nhất là xem cái nước ở trên lũng quẩy ấy. Lũng quẩy nhá, còn không? Lũng quẩy thì còn. Còn thoải mái đúng không? Thoải mái thì là sẽ mua vòi. Dòng từ lũng quẩy về. Xa lắm luôn á. Xa đúng, xa phải vòi to mới chứ. Vòi nhỏ thế, về xa chắc là nó không về. Đó, nước là một vấn đề nan giải đó. Ngày xưa anh cũng làm rồi. Xưa là anh còn tít trên kia. Xa tít tắt. Còn vắt vẻo lưu kinh nữa. Thế thì coi đừng làm từng đoạn. Xả từng đoạn về. Đấy, tức là để cho nó có e là xả từng đoạn về là bên dưới. Về tận tít dưới này còn được. Chứ là không cần mua nước chở lên, mua ống thôi hả? Mua ống thôi. Mua ống bởi vì sau này ống ấy thì còn phải cho bà con làm trên lũng quẩy nữa. Nếu mà làm xong lũng quẩy là còn có thể là cho bà con làm đất thì đó là tức là cái ống đó nó có giá trị sử dụng lâu dài. À đúng rồi, mình còn làm lũng quẩy nữa anh Trang. Mình đâu phải sử dụng một khúc lần này đâu. Tức là làm là nhiều lần. Đi mua ấy thì nó thì ảo sáng mai chữa sinh xong ngày kia. Bây giờ cả cái cô ly à, cái bác cái úc vào cái cô ly phanh kia. Sáng nay á thì anh Trang và anh em cũng đã cáp xong rồi nhưng mà nó bị gãy cái thắng một, cái phanh một cái rồi còn gãy còn cái có đó. Hai cái thì nó bị đó. Như là còn phanh à. Anh em sáng nay đã làm rất là đã gần xong rồi. Hôm nay thì làm tốt rồi mà. Chỉ có mỗi cái phanh hôm nay thì làm tốt rồi anh Dũng bị vướng cái bị cái anh hiện cái hôm qua hiện sáng hiện chiều. Rồi bây giờ, nãy là bà con đã phải chở bằng xe máy lên chứ bây giờ đâu có, đâu cái phanh nó hư, đâu có kéo được cái cáp đâu. Giờ có cáp như không vậy. Hỏi anh Trung đi. Thiệt là đau lòng. Ê. Cả nhà ơi, bà bóng phở chờ cái sạc pin cái flycam xong mà chưa ăn cái bị quên sạc pin á. Sạc xong thì bà con cũng bữa nay bà con giỏi ghê đó. Cái này không ngờ anh Trang mỗi người 10 chuyến nhanh quá trời ha đó. Cái này người ta làm gì giống như hệ thống thoát nước vậy ta, ngay cái chân núi luôn này. Chút nữa còn một chuyến, anh Trang còn một chuyến cuối cùng thôi. Anh Trang chút nữa xi măng là tập kết lên cái chỗ cái đường mà mình chuẩn bị làm luôn đúng không? Là cái láng đó phải không? Xa dữ vậy đó, hả? Đây. Wow. Thi công hoành tráng quá ha. Đây xi măng đã được đậy để cho ngày mai lại tiếp tục rồi. Ngày mai tiếp tục. Còn đây là đó con đường vách đá. Đây bà con lũng quẩy đang chở xi măng lên để làm cái nền nhà đó cả nhà. Cái nền nhà của cái nhà lần trước bọn phở đi lên quay người ta đang sửa nhà, người ta gỡ nhà đó. Đó, bữa nay mới gần xong thôi. Đang làm cái nền nhà nè. 4 người. Cho nó to một tí đi. Trời ơi. Đây đó. Đây, như này nhìn nó mới đẹp. Ố đẹp nha. Đó, giờ sợ bỏ phở dí thì không kịp đi chứ. Rồi, chạy theo đi. Rồi, đó. Bà con đang đi trên con đường lũng khinh. Đó.
Đó, bắt đầu xe ra vào con đường Lũng Khinh. Ồ, có một người đi bộ kìa. Ai đi bộ đây? À, là đang xuống đón con đi học về ha. Ủa, sao dừng ở đây? Sao? Chỗ này có cái rơi ghế. À. Từ qua thôi. À. Qua nhanh không được. À, hiểu rồi. Đi vòng qua, do vướng cái cáp á. Ồ, may quá chứ không là flycam đụng cáp luôn á nha. Ồ. Thay vì cáp giúp mình đỡ khổ thì bây giờ cáp đang gây khổ mình nè. Đó, ông nội cáp ơi. Trời ơi. 2, 4, 5 chiếc phải không? Đúng. Ờ, đẹp chưa? Rồi, thay vì quay bà con chở Si lên làm đường thì hôm nay bọn Phở lại quay chở Si lên làm nhà. Hình ảnh nó cũng khá giống nhau nha cả nhà. Ủa đây sao dừng nãy nữa vậy? 5 chiếc này. Chỗ đó có đường lúng hay sao? Hay sao phải dừng lại? Đẹp quá ha. Lâu lắm mới thấy được hình ảnh này. Trời ơi. Đẹp quá. Đấy. Ba căn nhà đầu tiên đó. Ồ, đẹp quá. Chúng ta đang độ cao 107m. Quá xá đẹp. Đó, hồi nãy bốn anh em đi chở Si thì cũng tương đương vậy cả nhà ha. Ồ. Wow, đúng là mùa nào cảnh đó. Nó có khác nhau không? Cũng là một cảnh đó thôi, nhưng mà mỗi một cái mùa, mỗi một cái lần khác nhau. Đẹp chưa? Không bây giờ. Đó, vài hôm nữa thôi, chúng ta sẽ thấy những cái cảnh này nó sẽ trở nên màu xanh rì. Đó, và vài tháng nữa thì nó trở nên là màu xanh rì và không thấy luôn á. Không thấy người dưới luôn á, tại vì nó chuyển qua cái màu xanh, nó che phủ luôn á. Mấy cái hồ bạc nước bữa nay nó đẹp quá. Chúng ta làm tới đây rồi chưa ta? Chưa tới nữa. Còn chạy bon bon cứ là con đường đã được làm. Con đường Lũng Khinh đã được làm. Rồi, đỡ quá ha. Công nhận có con đường đó. Không ngờ có con đường đó. Nó mang lại nhiều thứ hơn là chúng ta nghĩ luôn á. Chúng ta chỉ mong đợi được một thôi, nhưng mà thực tế lúc nãy nó mang lại chúng ta được. Để đây nè. Đây. Vậy là bên trái ha. Có kế gần tới cái hồ bạc màu xanh á. Thì là chúng Si cái đây nè. Chúng ta tập kết Si ngay đó. Đấy. Ôi đẹp quá. Đó gần cái láng này nè. Si để đây. Vậy còn cái đường mình làm tới đâu chưa tới cái láng này đúng không? Chưa mà. Mà sao bà con vẫn chạy bon bon vậy? Chưa làm đường sao cũng chạy bon bon vậy? Ngon lành vậy? Nhưng có vẻ chậm hơn một chút đó. Tiếp tục xe đang lên chở Si nữa hả? Wow. Rồi. Tới đây. Rồi lúng rồi ha. Trời ơi đó, bắt đầu lúng. Rồi. Đó, cái mặt đường. Đó. Đó, khi mà chưa làm đường là nó như vậy đó. Đó. Ủa? Bị cái gì đây? Bị cái gì đây? Có bị gì không? Xe này nó phải dừng lại vậy? Sao phải dừng đây? Hỗ trợ lẫn nhau đó. Khi chưa làm đường nó khổ sở vất vả này đó. Đẩy. Đó. Xe yếu một chút là gặp vất vả liền ha. Tiếp tục ha. Sao anh nhận ra được cái sự khó khăn của người đi sau? Hay ghê luôn á. Rồi tiếp tục.
công nhận khi chúng ta có con đường. Trời ơi, bà bán phở cùng với bà con ở Lũng Quẩy và Bắc Nạp vô cùng cảm ơn các nhà tài trợ đã tài trợ cho giai đoạn 1 của con đường, và đó là con đường vách đá đậu phụ hang Thẩm Xỉm. Và cảm ơn tất cả các nhà tài trợ đã tài trợ cho con đường trong giai đoạn 2 là con đường Lũng Khinh, và tiếp tục nữa đó là con đường Bắc Nạp và con đường Lũng Quẩy chuẩn bị cũng được thi công. Vô cùng cảm ơn. Chúng ta nhìn những hình ảnh này chúng ta sẽ thấy vô cùng hạnh phúc, đúng không cả nhà? Cảm ơn chị Cindy Ngọc Nữ, cảm ơn chị Cindy ở Canada đã tài trợ chính cho cái con đường vách đá, cho con đường Lũng Khinh này. Đẹp chưa? Wow, đi giữa sa mạc đá đây cả nhà. Này, đá và toàn là đá. Toàn đá và đá, đẹp nha. Rồi, không ngờ flycam bay theo được tới đoạn này luôn cả nhà. Đây là điều không dám nghĩ nữa. Đó, đi. Đây là mùa khô nắng mới đi được đó. Chứ nếu mà mùa mưa là không có đi được như thế này đâu, khi con đường chưa làm. Chúng ta đang ở độ cao 160m. Đẹp quá. Không bay về tới Lũng Quẩy được đâu. Ồ, đẹp chưa? Đó, bị qua cái đường này. Bị dắt bộ luôn vậy, giống dắt bộ vậy trời. Đó, chà. Wow, bị lúng rồi. Bị sa lầy vào cái này rồi. Đó, bà con ở Lũng Quẩy tuốt trên đỉnh núi. Nó rất là gian nan. Anh cười. Phải có người phụ nhau mới được cái điểm này. Đó. Rồi sao bây giờ đây? Đó, phải có người phụ đẩy. Đừng có bóc đầu chứ ông. Ghê quá. Ghê quá. Có một người nào dừng xe không? Đó, đúng luôn, phải có người. Phải có người. Trời ơi, chơi kiểu kỳ vậy. Vui quá vậy. Đó. Wow. Rồi qua một em tiếp theo đâu. Chiều giờ này bà con rất là rộn ràng tấp nập. Đây xe của Lý đây, hay của ai, không phải, không phải của Lý đâu hả? Đó, hỗ trợ qua cái bãi lầy này. Lần này làm giai đoạn 2 là hoàn tất con đường Lũng Khinh thì sẽ không còn bị cái chỗ này nữa cả nhà. Bà con ở Lũng Quẩy đi lên sẽ không bị cái khổ này khổ nữa. Không biết Lũng Quẩy này nghe chắc chu ba ngã ba Bắc Nạp mà Lũng Quẩy hay nhà xóm nhà anh Trang đều giống nhau phải không? Đúng rồi, Lũng Quẩy hay Bắc Nạp đều cũng vậy. Này Lý á, vậy là người vừa rồi là Lý luôn. Thêm một người nữa. Đó. Đây là cái đoạn đường mà chúng ta giai đoạn này hy vọng là thi công xong chắc chắn, không còn hy vọng nữa. Tại vì trong lúc mà làm ngô đã xong á thì bà con rảnh 100%, gieo ngô đã xong rồi, bây giờ lại tập trung làm đường. Đó. Đây là những hình ảnh này là bà con làm nhà. Đó, bắt đầu đường bê tông rồi nè. Nhưng đường bê tông này, chỗ này nó dốc rất là đứng luôn á. Nó đứng kinh khủng lắm. Bà con có nghĩ mệt không vậy? Tiến lên. Tiến luôn. Tới luôn bắt tay. Wow, trời, nó chơi chữ Z. Đó, chúng ta thấy không?
Đó, trời ơi, nó chữ Z vậy đó. Nó dốc đứng lắm. Đây là cũng là con đường Lũng Khinh, nhưng mà đã được thi công bởi bà con cách đây mấy năm. Đó, gọi là con đường dần xây. Nhà nước cho mỗi năm thì 5 tấn xi măng á, rồi bà con cứ xây dần á, nó ra nó được một khúc. Vậy thôi đó. Đoạn đường này dốc đứng nhất nên bà con ưu tiên làm cái đoạn đường dốc này. Đó. Dễ sợ chưa? Dốc nó đứng, cái đoạn này nó tức lắm. Đó. Bà con đang tiến về ngã ba Bắc Nạp là kết thúc con đường Lũng Khinh. Là con đường vô hướng vô nhà xóm nhà anh Trang. Trời ơi, mùa này sao mà sa mạc đá nó lộ diện. Nhìn thấy mà đá toàn đá xám xịt. Núi đá. Trời ơi. Nhìn nó xót xa làm sao luôn á cả nhà. Trời đất ơi. Đây, ngã ba đây. Quẹo phải là sẽ vô nhà anh Trang. Và quẹo trái. Chích cha. Máy bay còn có 31%. Thôi bọn phở về ngay đây. Kiểu không kịp. Rồi. Rồi, bà con quẹo trái đi về Lũng Quẩy. Rồi, tạm biệt bà con Lũng Quẩy. Bọn phở phải về gấp đây. Để không kịp. Pin còn có 30%. Đó. Chúng ta sẽ thấy cái xóm nhà anh Trang. Đó, bên phải cái xóm nhà anh Trang đây. Xóm nhà anh Trang sẽ dần lộ diện. Đó, ngã ba Bắc Nạp chúng ta thấy rất là rõ cả nhà ha. Rõ, cực kỳ rõ. Đó, xóm nhà anh Trang kia. Và cái ngọn núi này hôm bữa bọn phở quay nói rồi đó, là bị cháy đó. Bà con làm đốt nương cái gì đó, bị lỡ cháy luôn cái ngọn núi này. Đó, xóm nhà anh Trang chỉ có mấy hộ vậy thôi đó, xóm Bắc Nạp đó. Chúng ta đang ở độ cao 424 mét. Rồi. Ồ, thêm một cái ngọn núi này cũng bị cháy à. Về xong rồi quay con đi học. Đây, bọn phở đang về gấp chứ để là hết pin còn có 2-3%. Đang rất là nguy hiểm luôn cả nhà. Thiệt luôn á hả? Trời ơi. Trời. An toàn không á bố Trang? À, ông kia đi với lại một người kia, tưởng đâu là tưởng đâu hai đứa nhóc với lại mà chứ. Cái đầu hết đau là phải không? Bye bye con. Tử đo. Ôi trời, bên kia cho bạn. Ôi ngồi vậy được không con? Đau chết luôn á. Trời ơi, ngồi vậy đau. Tội nghiệp vậy. Ừ giỏi, chào con. Thương ghê chưa? Ôi dễ thương quá à. Dễ thương gì đâu luôn á. Cả nhà ơi, thôi thì bây giờ bà Bóng Phở xin tạm dừng video này ở đây. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Hy vọng là ngày mai chúng ta sẽ sửa xong cát treo để tải xi măng nè, tải nước nè, mọi thứ để lên núi cho nó thuận lợi hơn. Nếu không thì phải chọn cái phương án là lấy nước từ trên Lũng Quẩy về. Bây giờ đang còn lựa chọn phương án, ngày mai tới đâu tính tới đó. Mọi thứ phụ thuộc vào anh Trung và anh Dũng, cái nhà cung cấp cho cái cát treo của chúng ta. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo.